Quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên do tìm. Như thường lệ, Minh Xù sẽ có 2 gói câu hỏi dành cho 4 khách mời. Xin mời. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Ủa bây giờ chọn tư duy hay kiến thức? Mình chọn kiến thức đi cho nó đồng đều. Anh Nam Cường chọn số 3 kiến thức. Câu hỏi kiến thức số 3 như sau. Nguyên tố hóa học nào đứng đầu bảng tuần hoàn? 1 kali, 2 natri, 3 heli và 4 oxy. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Xin mời anh Nhật Tinh Anh ạ. Oxy mình nhớ nó cũng ở khoảng nó giữa. Kali và natri thì theo Nhật Tinh nhớ là nó không phải là phía trên cao nhất mà nằm ở gần cuối. Thành ra Nhật Tinh xin chọn là đáp án C. Heli. Mời chị Khánh Ngọc. Chị thấy bạn thân của mình trả lời như vậy có hợp lý hay không ạ? Không biết có hợp lý hay không nhưng mà rất là tâm đầu ý hợp. Dạ, chị cũng chọn. Con chọn luôn hả? Heli. Chọn heli đó bạn. Nhưng mà chị có sự giải thích vì sao hay không ạ? Chị nhắm được heli nó nằm ở đầu thôi chứ còn không nhớ kỹ là cái thằng nào nằm đầu. Heli luôn, giống Nhật Tinh Anh. Còn Nam Cường, trong những cái đáp án này á, natri, kali, oxy, heli thì có cái heli là cái nó giống hello. Mà hello là lời chào, mà lời chào là cái đầu tiên nên mình chọn heli. Cảm ơn bé, bé phân tích rất là hợp lý luôn. Quỳnh Anh, nếu như mình thầy cô có coi chương trình này thì cũng đừng có buồn con nha. Con chọn một cái đáp án không liên quan tới ai cả. Bé Na. Natri đúng không em? Dạ. Ba anh chị ở đây đều trả lời là heli, nhưng riêng em thế hệ sau, nhưng em lựa chọn là natri. Chúng tôi xin được trân trọng thông báo đáp án chính xác của chương trình dành cho thế hệ đi trước. Chúc mừng. Yeah. Và đó chính là heli. Wow. Mỗi anh chị sẽ được 10 điểm. Nhưng riêng bé Quỳnh Anh, còn em thì sao nào? Trừ 5 điểm chứ còn nấu gì nữa. Thôi bây giờ mời em lựa chọn là gỡ điểm lại nè. Em sẽ chọn tư duy số 1 luôn. Đố tất cả mọi người, lịch gì dài nhất? 30 giây bắt đầu. Ồ cái này mà không biết nữa thôi. Quá vậy. Ủa ngưng thời gian luôn đi em, xong rồi. Thôi ngưng luôn đi mọi người, ngưng đi. Đáp án này quá dễ. Bây giờ các học trò thân mến ơi, lớp học của chúng ta ngày hôm nay cho thầy hỏi lịch gì dài nhất. 2, 3. Lịch sử. Chính xác, chúc mừng. Giỏi quá, mỗi bạn nhỏ được 10 điểm. Con cảm ơn thầy. Anh Nam Cường đã chọn rồi, Quỳnh Anh đã chọn rồi. Hội người cao tuổi xin mời. Nhường con. Ok, hội người cao tuổi nhẹ. Xin được chọn. Mình xin được chọn về tư duy số 5. Số 5. Đây là một câu hỏi hình. Hãy nhìn vào màn hình máy tính. Từ khóa có nghĩa này là gì? 30 giây bắt đầu. Xin mời đáp án của anh Nhật Tinh Anh ạ. Đầu tiên phải nhận ra là có một con quỷ liền. Nó có thêm một cái dữ liệu đó là có một cái hồ. Nó có một cái ly và một cái con yêu tinh. Hóa ra mới là ghép lại là cuối cùng là hồ ly tinh. Đáp án của anh là hồ ly tinh. Trời ơi, anh thông minh quá vậy anh. Chị Khánh Ngọc đồng tình gật gù, bạn tôi đó, đúng không chị? Là bởi vì sao? Là tự vì cái này á, hồi xưa chị chơi rồi luôn rồi. Dạ. Cho nên là chị nhìn cái hình là chị đoán được liền. Dạ, đồng ý. Quỳnh Anh, em nghe hai anh chị ở thế hệ lão làng đã cho hai kết quả, em thấy sao? Đúng là gừng càng già càng cay xè. Xe luôn hả? Dạ. Hồi nãy em nhìn đó là em thấy con quỷ thì đúng rồi. Cái em thấy cái ly, cái em thấy cái nước màu cam. Nó chẳng lẽ quỷ cam rồi quỷ ly gì không có nghĩa. Không hiểu lắm đúng không? Không hiểu. Đáp án trắng. Đáp án trắng bóc luôn. Không có điểm luôn. Không trắng có điểm như em vậy đó luôn. Anh Nam Cường thì có con quỷ với cái ly, cái quỷ ly chứ có gì đâu. Đó. Quỷ ly không có nghĩa. Thì bây giờ phải có đáp án rồi, ghi đại rồi hết giờ. Rồi thôi được rồi, đáp án chính xác của chương trình đúng nghĩa là có cái hồ, có cái ly là hồ ly tinh. Chúc mừng hai anh chị. Hay quá. Tới bây giờ mà còn ăn ý. Các anh chị, mọi người được 30 điểm. Trời ơi. Anh bị trừ nhiêu hả? Dạ 15. Quỳnh Anh 15. Hồi nãy anh là chọn chứ em đâu chọn đâu, sao trừ em? Em trả lời, em chịu trách nhiệm với bản thân em nha. Dạ mời Nhật Tinh Anh. Anh xin chọn cái kiến thức số 5. Câu hỏi như sau. Thành phố nào đông dân nhất thế giới? 1. Tokyo, 2. Mexico City, 3. New York và 4. New Delhi. 30 giây bắt đầu. Hết thời gian. Xin mời Anh Nam Cường, thật sự là rất là phân vân giữa hai cái đáp án là New York với lại Tokyo. Hai cái này Cường được tới rồi, nhưng mà rất là ấn tượng bởi cái mật độ dân số ở Tokyo. Khi mà tàu điện ngầm người ta dừng hay là những cái ga ở Shibuya, thì nên Cường chọn Tokyo. Xin mời anh Nhật Tinh Anh. Thật ra là Nhật Tinh Anh đã đoán liền là cái New Delhi, là tại vì Nhật Tinh Anh biết là Trung Quốc là đông nhất, Ấn Độ là nhì. Để xem hy vọng ra như thế nào. Ok, Quỳnh Anh. Dạ. Mời em đưa ra đáp án. Em nghĩ là New Delhi là một thành phố rất là nhiều dân, cho nên em cũng đã chọn New Delhi rồi. New Delhi luôn. Dạ. Giống như Nhật Tinh Anh, con chị Khánh Ngọc. Đi New York thì Ngọc thấy là rất là đông xe. Mỗi lần mình bắt một chiếc taxi cũng rất là khó, và lúc nào người cũng đang nghẹt hết. Okay. Cho nên là chị đoán là New York. New York. Đây, đây, đầu sông cuối sông giống nhau. New Delhi. Anh Nam Cường lựa chọn Tokyo và chị Khánh Ngọc lựa chọn là New York. Xin được thông báo đáp án chính xác của chương trình là khu vực này là khu vực thành phố đông dân nhất thế giới với 37.200.000 người, và đó chính là Tokyo. Chúc mừng Nam Cường. Một mình anh có 30 điểm, 3 người còn lại bị trừ 15 điểm. Dạ. Vậy là chúng ta đã kết thúc 4 câu hỏi trong vòng thi đấu thứ nhất. Bây giờ quên điểm đi, chúng ta hãy phán đoán thử xem mọi người đang nghi vấn ai là cao thủ thông qua 4 câu hỏi vừa rồi. Xin mời anh Nam Cường. Có một cái nét lấp lửng khiến mình hoài nghi một chút xíu thôi, chứ mình không chắc chắn được 100%. Thì cái đó nằm ở anh Nhật Tinh Anh. Cường hơi nghi anh Nhật Tinh Anh một tí ở hai câu hỏi trước, bởi vì thứ nhất là ở cái câu hỏi về mật độ dân số, rồi trước đó một cái câu gì đó nữa nè, Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh. Vẫn còn một người trong vòng nghi vấn nữa, mình phân vân nữa. Cô ấy có những cái nét diễn rất là dễ thương, nói chung là để che đậy một cái gì đó mà có thể là cô đang giữ ở trong mình. Anh nghi em ư? Trong khi 3-4 câu liền em trả lời sai ư? Thì không, đó chiến thuật. Quỳnh Anh với lại anh Nhật Tinh Anh là đang nằm trong vòng nghi vấn của Cường. Trước khi mà Quỳnh Anh đưa ra cái quan điểm của mình thì phải cho anh Nhật Tinh Anh nói trước. Hiện tại anh Nam Cường đang nghi ngờ anh. Nãy giờ anh đang nghi hai bạn. Ôi, hai bạn ở đầu sông kia. Nghi cao hơn đó là ngay đầu sông á, ngay số 4. Ôi em luôn hả? Nãy giờ là nhóc là em mà. Con xài CD bây giờ nè. Thời mình tới rồi, bây giờ người ta nghi ngờ mình. Mời em biện luận. Em nghi nhiều nhất là anh Nhật Tinh Anh với anh Nam Cường. Ủa sao không ai nghi tôi vậy? Bà Bảy là cao thủ. Vậy thôi bây giờ hỏi là chị Khánh Ngọc, chị đang nghi ai? Nghi Nam Cường. Nghi Nam Cường là người hoán đổi chứ không phải là cao thủ. Để khúc sau để cho Nam Cường sẽ tiêu diệt cao thủ, là để tìm để mình lên ngôi. Trời ơi, chứ không phải là cao thủ. Chị cao tay quá, người chị ta tìm là một như vậy. Ôi, chị đang tìm tới 2-3 ẩn sau cái một đó nữa. Vậy cho em hỏi, nếu như thật sự anh Nam Cường là người hoán đổi, cao thủ đang ở đâu ạ? Chị nghi Trương Quỳnh Anh. Em sẽ có 1 phút nữa để bảo vệ bản thân mình. Nói. Em chỉ muốn nói là em ngây thơ. Em ngây thơ. Vô số tội, cảm ơn em. Yeah. Thế bây giờ xin mời các anh chị và các bạn, và chúng ta nhắm mắt lại. Mọi người thân mến, chúng ta sẽ phải quyết liệt loại trừ người đầu tiên, mà người này là cao thủ biết tuốt. Xin mời chị Khánh Ngọc mở mắt ra, hãy đưa tay về nhân vật chị muốn loại, và đó là cao thủ. Cảm ơn chị. Mời chị nhắm mắt. Xin mời anh Nam Cường, chỉ cần một hành động thôi, chúng ta sẽ loại trừ đi một người. Cảm ơn anh. Xin mời anh Nhật Tinh Anh. Cảm ơn anh. Xin mời Quỳnh Anh mở mắt. Hãy đưa tay về nhân vật em muốn loại. Cảm ơn em. Mời 4 người chơi. Thức dậy thôi. Mình ngủ luôn rồi, ngủ luôn rồi, ngủ luôn rồi. Bà ngủ luôn là đúng rồi đó. 3 người lựa chọn á. Ủa sao vậy? Thì 3 người quyết định loại em. Tôi nghiện béo quá à. Chúc mừng 3 người chơi bước vào vòng thi đấu thứ 2. Vòng thi đấu mang tên Định Vị.